Xin chào quý cô bác anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý cô bác anh chị nhà đầu tư trở lại với video nhận định một cổ phiếu hàng ngày của Thư ITP. Thì đây cũng là cái video nhận định một cổ phiếu đầu tiên của Thư trên kênh Ichimoku Trịnh Phát. Rất mong sẽ được quý cô bác anh chị mình ủng hộ. Và trước khi mà mình đi vào cái nội dung ngày hôm nay thì quý cô bác anh chị nhà đầu tư mình có thể là cho Thư xin một nút like cũng như là mình đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ichimoku Trịnh Phát. Để không làm mất thời gian của quý anh chị mình thì Thư sẽ đi vào cái nội dung nhận định luôn. Thì hôm nay Thư mang đến đó là một cổ phiếu VND của công ty cổ phần chứng khoán VNDirect. Về mặt dài hạn của VND thì Thư vẫn đánh giá khá là tích cực, vì về mặt dài hạn thì VND của mình vẫn khá là thông thoáng, đồng thời thì nó cũng đang được hỗ trợ bởi vùng mây khá là dày và hai cái vùng giao găm khá là cứng tại 19.36 và 18.59 ha. Đây là hai cái vùng hỗ trợ khá là cứng của VND về mặt dài hạn. Do đó thì nếu mà anh chị nào mà đang nắm giữ một cổ phiếu này thì mình đã nắm giữ lâu rồi thì mình cũng có thể là tiếp tục nắm giữ. Về mặt trung hạn thì VND của mình nó vẫn đang ở cái xu hướng tăng. Tuy nhiên thì nó cái biên dao động nó không quá là rộng ha. Thì nó đang nằm giữa cái vùng hỗ trợ là 20.95 và kháng cự là 22.69. Thì nếu mà anh chị nào mà mình đang nắm giữ một cổ phiếu này thì mình cũng có thể là cân nhắc cái vùng 22.69 để mà mình chốt bút một phần. Nếu như mà nó và sau đó mình theo dõi những cái diễn biến tiếp theo, thì nếu như mà nó break lên được cái vùng 22.69 này thì mình có thể là tham gia mua gia tăng hoặc là mình tham gia mua mới. Còn nếu như mà nó không break lên được cái vùng 22.69 thì khả năng cao nó sẽ bị điều chỉnh lại về cái vùng hỗ trợ là 20.95. Thì nếu mà như mà nó có bị điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ thì cũng là cái cơ hội để cho anh chị mình tham gia giải ngân. Về mặt ngắn hạn thì VND của mình nó cũng đang ở một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên thì cái trạng thái của nó là một cái trạng thái khách sạn hút giá về lại cái vùng 21.28 và 20.95. Thì nếu mà anh chị nào mà mình chưa tham gia giải ngân thì mình có thể là cân nhắc ở hai cái vùng giá này để mà mình tham gia giải ngân ha. Và nếu ở cái phiên giao dịch ngày tiếp theo hoặc là ngày tới nữa thì VND của mình nếu mà nó duy trì trên được cái vùng giá 22.18 thì khả năng cao nó sẽ tích cực hơn, là nó sẽ tiến về lại cái vùng 22.7, thậm chí là 23.7 cho quý chị mình. Tuy nhiên thì anh chị mình cũng cần lưu ý, thì nếu như mà VND của mình nó bị điều chỉnh thủng cái vùng hỗ trợ 20.95 thì anh chị mình cũng nên cơ cấu giúp Thư là stop loss bớt một phần ha. Vì nếu mà nó thủng đi cái vùng hỗ trợ này khả năng cao nó sẽ bị đạp về lại cái vùng giá 19.4, thậm chí là bị đạp sâu hơn, vì ở đây có một cái EMA khá là mỏng nè. Thì nếu như mà nó bị thủng xuống cái vùng này thì nó sẽ bắt đầu vùng có xu hướng đa trend, thì lúc đó là mình tham gia vào rất là rủi ro. Thì đây là những góc nhìn của Thư về mặt dài hạn cũng như là về mặt chung và ngắn hạn của VND. Thì rất cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi video. Nếu như mà quý anh chị mình thấy video hữu ích thì mình có thể là ủng hộ Thư bằng cách là mình like và mình đăng ký kênh. Và nếu như mà mình có những cái thắc mắc liên quan đến những mặt cổ phiếu thì mình cũng có thể là comment bên dưới video, thì Thư sẽ hỗ trợ giải đáp cho quý anh chị mình ha. Đồng thời thì Thư đang hỗ trợ bên công ty chứng khoán SSI. Nếu như mà anh chị mình có yêu quý và mình chưa có tài khoản chứng khoán SSI thì mình có thể là ủng hộ Thư bằng cách là mình mở một cái tài khoản chứng khoán mới tại SSI. Và anh chị nào mình đang là khách hàng của SSI rồi mà mình chưa có người đồng hành thì mình cũng có thể là thực hiện chuyển ID về ID 2606 ha. Mọi người có thể là liên hệ Thư qua cái số điện thoại bên trên video, thì Thư sẽ hỗ trợ cho anh chị mình làm thủ tục mở tài khoản chứng khoán và chuyển ID. Đồng thời thì những anh chị mà mình đang có thắc mắc về danh mục đầu tư thì mình cũng có thể là liên hệ, thì Thư sẽ hỗ trợ giải đáp cho quý anh chị mình. Rất cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn anh chị mình ở những cái buổi video ngày tiếp theo. Tạm biệt mọi người.